Quý vị và các bạn thân mến, dạo quanh các cửa hàng thời trang thì Tuyết Vinh có cảm giác như đa phần những trang phục được bày bán đều dành cho những cô nàng có vóc dáng mảnh mai. Thế còn với những người có thân hình tròn trịa như Hà Phương, bạn của Tuyết Vinh đây thì như thế nào nhỉ? Có nhiều người sẽ tự đặt ra cho mình một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc là giam mình trong phòng tập nhiều giờ để thay đổi vóc dáng, nhưng quên mất rằng chúng ta vẫn có một trợ thủ đắc lực để có thể giúp cho thân hình mập mạp của mình trở nên thon thả hơn. Ngày hôm nay thì Tuyết Vinh cùng Hà Phương sẽ mời tất cả quý vị và các bạn đi tìm gặp stylist Tú Nguyễn để chúng ta tìm hiểu thêm về bí quyết chọn trang phục cho cô nàng có thân hình tròn trịa nhé. Dạ, em chào anh Tú. Chào Tuyết Vinh, chào Hà Phương. Như đã hẹn thì ngày hôm nay Tuyết Vinh đưa Hà Phương đến gặp anh để nhờ anh tư vấn một số cách chọn trang phục cho người có thân hình tròn trịa. Thì không biết là với một người có thân hình hơi tròn một chút thì khi mà mình chọn trang phục á, thì những cái tiêu chí nào mình phải đặt lên hàng đầu hả? Tuyết Vinh biết không, cái điều quan trọng và đầu tiên mà những bạn có những thân hình mẩm mỉm, các bạn đừng nên chọn những cái gam màu sắc quá sáng. Vì những cái gam màu sắc như thế sẽ không có khắc phục được những cái khiếm khuyết của mình, mà còn làm cho các bạn trở nên bị ụt mịt và to hơn nữa. Các bạn nên ưu tiên những gam màu tối như là đen, nâu, đỏ sậm hay là xanh thẳm, tím, vân vân. Ngoài ra thì các bạn đừng nên chọn những cái trang phục có những gam màu tương phản, tại vì nó sẽ làm cho các bạn có thể bị chia ra từng khúc thấy rất là rõ ràng và sẽ trở rất là cục mịch. À, Vinh nhớ là còn một cái thủ thuật gọi là kinh điển nữa dành cho những người có thân hình mẩm mỉm chọn trang phục, đó là sẽ chọn những trang phục nào có họa tiết là kẻ sọc nè, hoặc là hoa văn bản nhỏ thôi thì sẽ có vẻ như là mình nhỏ nhắn, mảnh mai một chút. Thì giống như ngày hôm nay thì dường như là Vinh với Hà Phương cũng chọn họa tiết nhỏ và là màu đen đúng không? Đúng rồi, màu tối tối một chút để đúng là cho thân hình của mình trở nên gọn gàng hơn. Đúng rồi. Dạ, bây giờ thì chắc là em sẽ nhờ anh Tú chọn một vài trang phục cho bạn Phương thử nha. Ok. Trong cái cách mà mình chọn trang phục á, thì hình như mình cũng phải chú ý rất là nhiều đến chất liệu đúng không anh? Đúng rồi. Về cái chất liệu dành cho những bạn có thân hình mẩm mỉm thì các bạn nên chọn những chất liệu satin nè, suông nè, mỏng như lụa, hay là những chất liệu như là von. Những cái hạn chế khi mình chọn chất liệu trong trang phục như là thun nè, len hay là phi bóng vân vân sẽ làm cho các bạn trở nên bị thô hơn. Và những chất liệu giống như là lưới sẽ làm cho các bạn trở nên rất là cục mịch và rất là phản cảm. Chà. Không biết Phương có cảm giác thế nào khi anh chọn trang phục này cho Phương? Em cảm thấy rất tuyệt vời, rất gọn gàng và thoải mái. Giống như là anh Tú nói lúc nãy thì cái chất liệu mềm mại như thế này, dạ, suông thì nó sẽ làm cho thân hình của mình trở nên thon thả hơn mà. Mà trong có vẻ như là mình sẽ nhẹ nhàng và thướt tha hơn đúng không anh Tú? Đúng rồi, nhìn nó nhẹ nhàng và nhìn nó gợi cảm hơn nữa. Và không thấy bùng bùng. Rồi bây giờ thì chắc là sẽ nhờ Phương thay tiếp trang phục thứ hai nha. Dạ, dạ. Còn một yếu tố cũng rất là quan trọng nữa, đó là về kiểu dáng của trang phục. Càng đơn giản càng tốt, tại vì nên chú ý là đơn giản sẽ làm cho nên bạn nên nhẹ nhàng, sang trọng và quyến rũ hơn. Ví dụ như là những chiếc áo, những chiếc đầm có những cái cổ chữ V sẽ làm tôn vinh được cái dáng vóc mình hơn, kiểu dáng form quần á. Thì các bạn đừng nên chọn những chiếc quần quá bó sát hoặc là quá rộng, không khác nào các bạn giống như là một chiếc đồng bánh tét di động vậy đó. Và những chiếc quần mà quá rộng đi, các bạn sẽ trở nên rất là rườm rà và lượm thượm, và nhìn có vẻ giống như là mình già đi rất là nhiều tuổi nữa. Lúc nãy thì Tuyết Vinh có đề cập đến một vấn đề, đó là mình phải chọn trang phục làm sao tôn lên được những cái điểm mạnh của mình. Đúng rồi. Thì ví dụ như là mình có vòng 1 và vòng 3 đẹp chẳng hạn, thì mình nên chọn nhau quần như thế nào anh Tuấn? Cho dù trên cơ thể của bạn dù béo đến cỡ nào cũng sẽ có những phần rất là thon thả và rất là đẹp. Nếu bạn có đôi tay đẹp thì chọn những chiếc đầm hay là chiếc áo có mảng hơi vừa phải, đừng che hết các phần và phần cánh tay của mình. Còn những bạn có vòng 3 đẹp thì nên chọn những chiếc đầm hơi ôm chút xíu để có thể thấy rõ được vòng 3 mình hơn. Và những chiếc đầm mà ôm và hơi vừa phải, không dài quá, sẽ tôn vinh được những đôi chân đẹp của mình. Dạ, thì lúc đó đa phần người nhìn sẽ chú ý đến những cái phần đẹp của mình đúng không? Và quên mất đi những cái khuyết điểm trên cơ thể của chúng ta. Dạ, bây giờ thì mình sẽ cùng nhìn Hà Phương với bộ trang phục thứ hai nha. Khác rất nhiều với trang phục ban đầu là thấy rõ được những
vòng phần đẹp nhất của Phương như là vòng 3 này, rồi đôi chân cũng rất là thon thả và đẹp. Nếu mà Phương thấy hai cánh tay của mình hơi to thì chúng ta nên chọn một chiếc cardigan màu tối để có thể là một cái điểm nhấn trên trang phục của mình và làm cho mình trở nên gọn gàng hơn nữa. Với bộ trang phục này thì Tuyết Vinh nghĩ là chúng ta có thể sử dụng làm trang phục để đi làm được nữa đúng không anh Tú? Đúng rồi. Rồi buổi tối thì mình có thể tỏa phát ra và trở thành một cô nàng rất là nóng bỏng. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có một thân hình hơi tròn trịa và luôn băn khoăn về việc mặc gì cho đẹp trong mùa hè này để cảm thấy vừa thoải mái, vừa che đi được những khuyết điểm của cơ thể, thì hãy cùng theo dõi một vài mẫu quần áo mà chương trình gợi ý ngay sau đây nhé. Thưa quý vị, vẫn còn một yếu tố nữa mà không được nhiều người chú ý nhưng theo Tuyết Vinh thì lại rất quan trọng để giúp bạn có thể đẹp hơn, đó chính là sự tự tin. Vậy thì dù đầy đặn đến thế nào đi chăng nữa thì bạn hãy cứ tự tin, bởi vì sự tự tin chính là chìa khóa để giúp bạn đẹp hơn trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn anh Tú Nguyễn rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian để tham gia với chương trình. Và hy vọng rằng với những lời tư vấn từ anh Tú cũng như từ chương trình thì quý vị sẽ biết cách chọn trang phục phù hợp hơn với vóc dáng của mình để luôn tự tin xuất hiện dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.